Chào các em, cô là Thủy Hạnh của trường Tiếng Trung Lang Làng. Hôm trước cô có áp bên tường của mình một câu hỏi là các em nghĩ rằng 60 giây mỗi ngày liệu có thành công được với tiếng Trung hay không? Có một số bạn trả lời rằng em nghĩ là không được vì thời gian nó quá ít. Có thể là các bạn đó nghĩ rằng là hình như là 60 giây, tức là chỉ có 1 phút thôi mỗi ngày thì không thể làm được cái gì cả. Học ngoại ngữ thì các bạn ý nghĩ rằng phải dành rất rất nhiều thời gian khác nhau trong ngày này, xong rồi khoảng thời gian phải dài này thì mới học tốt được. Tuy nhiên giờ cô sẽ có một bài toán để cho chúng ta thấy rõ rằng nếu như kiên trì 60 giây chúng ta sẽ học rất là tốt. Trước hết là mình sẽ có một tình huống như sau nhá. Có những bạn này học một ngày em đặt ra là 20 từ mới, thậm chí là 50 từ mới. Một ngày em phải học được 5 bài chẳng hạn. Và cứ như thế đều đặn một tuần, xong rồi đến tuần thứ hai bạn ấy nản quá không muốn học nữa, vì học nhiều như thế làm sao mà nhớ được. Hay là các bạn cũng đã học đến vài tháng rồi nhưng xong vì bận công việc này, vì cái sự nhu cầu tiếng Trung nó chưa cấp bách này, hay là vì một lý do gì đó chẳng hạn sinh con hay là cưới chồng và các bạn ấy bỏ luôn. Vậy thì có bao giờ các bạn ấy đến đích được không? Chắc chắn là không. Không thể nào mà các bạn ấy thành công với tiếng Trung được, cũng như với bất kỳ một ngoại ngữ nào khác được. Còn nếu như chúng ta chỉ có 60 giây một ngày thôi, 60 giây tức là 1 phút một ngày, ai học chậm thì có thể là được 2 từ, đúng chưa? 1 phút học được 2 từ chắc chắn là học được. Học được một cặp câu hỏi đáp, ví dụ như hỏi gieo số miếng sự, ô gieo tu sợi xương chẳng hạn. Vậy là với 1 phút mình có thể học được 2 từ hoặc là mỗi câu nào đó. Một tháng mình đã có 60 từ và 30 mẫu câu, 30 câu hỏi đáp. Một năm mình sẽ có nhanh lên là mình nhanh sẽ là 2 x 4 365, mình có 730 từ. Và tương ứng với mẫu câu cũng như thế, nhân lên 365 mẫu câu. Vậy là tương ứng với trên cả 2K3 rồi, 2K3 là tương ứng với B1 của tiếng Anh nhá. Đấy là chỉ mỗi ngày 1 phút thôi, đều đặn mình đã học được như thế. Còn nếu như mỗi ngày mình có thể học nhiều hơn một tí thì đương nhiên cái mức độ học của mình, cái lượng từ vựng, lượng ngữ pháp, lượng mẫu câu của mình nó sẽ nhiều hơn rồi. Vậy thì đừng có nghĩ rằng 60 giây không làm được gì cả. 60 giây là quá đủ nếu chúng ta kiên trì được ngày nào cũng như vậy. Cô Thủy Hạnh sắp tới sẽ ra một cái series dạy tiếng Trung miễn phí trên YouTube. Cái series này sẽ dành cho các bạn chưa biết gì về tiếng Trung cả. Chúng ta sẽ bắt đầu từ con số 0, sau đó đến phát âm chuẩn này, xong rồi đến là học từ vựng thông dụng này, những từ vựng mà bắt buộc phải dùng trong giao tiếp hàng ngày, ví dụ như là cơm này, cà phê này, ăn này, ngủ này, đi chơi, đi du lịch này, hẹn hò này, hay là chủ đề giao tiếp như là chào hỏi này, làm quen này, giới thiệu quốc tịch này, đi mua sắm này, đi xem phim này. Tất cả những cái đó thì cô Thủy Hạnh sẽ làm trong series gọi là học tiếng Trung giao tiếp 60 giây mỗi ngày. Nếu chúng ta kiên trì mỗi ngày xem một video của cô Thủy Hạnh thôi thì chắc chắn rằng sau một khoảng thời gian nhất định chúng ta sẽ thành công với tiếng Trung. Các em có tin hay không, mình chơi trò cá cược nhé. Bắt đầu từ ngày mai, cứ đúng 8 giờ tối, hãy hóng video của cô Hạnh và học theo, thử xem trong bao lâu mình sẽ giỏi tiếng Trung nhé. Hãy tin vào phương pháp dạy tiếng Trung của cô Hạnh online, chắc chắn cũng vô cùng hiệu quả. Hãy, nếu ai còn chưa đăng ký kênh YouTube của Lạc Lạc thì hãy đăng ký nhé. Hãy tìm vào YouTube, tìm từ khóa là tiếng Trung Lạc Lạc, sau đó bấm nút đăng ký. Nhớ là chọn nút chuông nhỏ nhỏ để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Hẹn gặp lại các em và chúng ta hãy bắt đầu với tiếng Trung bằng sự kiên trì 60 giây mỗi ngày. Học tiếng Trung cùng Lạc Lạc rất vui và hiệu quả. 再见!